sang mắt sang lòng. Nàng ta ơi, ca mừng người Giê-xu. Từ đây lòng tôi sương mùi đau khổ và tình yêu căm dần hóa lời ca. Số 3, phấn đấu và trưởng thành. Chi bộ tổ dân phố số 3 là một trong 25 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường An Biên, quận Lê Chân. Có số lượng đảng viên trung bình là 28 đảng viên, song chất lượng khá tốt. Tuổi đời bình quân 68,5, cao nhất 97, thấp nhất là 48 tuổi. Tuổi đảng bình quân là 37,9, cao nhất là 65, thấp nhất là 20. Đã có 21 đảng viên được nhận huy hiệu đảng. Trong số 28 đảng viên có 9 cựu chiến binh và 5 sĩ quan công an trung cao cấp. Nếu tính cả số đảng viên đang công tác về tham gia sinh hoạt giữ mối quan hệ với cấp ủy địa phương theo quy định số 213 của Ban Bí thư Trung ương là 32 đồng chí, thì tổng số đảng viên trong tổ dân phố vừa tròn 50 đảng viên. Tổng số nhân khẩu của tổ dân phố đến thời điểm hiện tại là 459 khẩu. Tỷ lệ lãnh đạo của đảng đối với quần chúng nhân dân khá cao là 50/459. Tổ dân phố số 3 có 131 hộ dân nằm trọn trên tuyến đường kiểu mẫu Nguyễn Đức Cảnh của thành phố. Dân trí và đời sống kinh tế khá ổn định, không có hộ nghèo. Đó là thuận lợi cơ bản cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo của chi bộ. Trong nhiều năm qua, chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt theo chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chi bộ có sự chuẩn bị nội dung sát thực, bám sát tình hình nhiệm vụ của đảng bộ phường, các nghị quyết và kết luận của các cấp ủy đảng,
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để truyền tải nhanh đến đảng viên. Trong những tháng giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 không trực tiếp sinh hoạt được, chi bộ sinh hoạt theo hình thức trực tuyến qua mạng Zalo, thuận lợi cho chi bộ là hầu hết các đảng viên đều có và biết sử dụng điện thoại thông minh. Chi bộ thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã hội, vận động nhân dân xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong công tác chống dịch bệnh COVID-19, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố vận động các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do dịch bệnh được trên 1,5 tấn gạo, 50 thùng mì, hàng ngàn khẩu trang trị giá trên 100 triệu đồng. Chi hội cựu chiến binh của tổ dân phố đã được thành hội cựu chiến binh thành phố tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ban công tác mặt trận tổ dân phố đã làm tốt công tác dân vận, công tác hòa giải cộng đồng đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền, nhiệm kỳ 2010-2015. Cá nhân đồng chí bí thư chi bộ cũng được Thành ủy Hải Phòng tặng bằng khen là bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015-2018. Để có được bề dày thành tích trên, trước hết có sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng ủy phường An Viên đã được thường xuyên quan tâm đến chi bộ trong những năm qua, là sự rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng của tập thể đảng viên trong chi bộ, là sự đoàn kết nhất trí cao trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của tập thể cấp ủy. Chi bộ, lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội cấp trên giao. Nguyên nhân của sự thành công trên là chi bộ thường xuyên duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tăng sức chiến đấu của đảng viên trong mọi tình hình. Chi bộ đã quan tâm đến tam lượng trong sinh hoạt: chất lượng, số lượng, thời lượng, coi trọng chất lượng để sinh hoạt không nhàm chán, đảng viên cởi mở, tích cực tham gia ý kiến phản biện. Số lượng cần đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trên 80% trong mỗi kỳ sinh hoạt. Thời lượng không quá 60 phút để đảng viên đảm bảo sức khỏe và chăm lo công việc gia đình. Do có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng, chi bộ đã được Thành ủy, Quận ủy Lê Chân và Đảng ủy phường An Biên quan tâm. Ngày 4 tháng 12 năm 2016, đồng chí bí thư Quận ủy Lê Chân cùng các ban của Quận ủy Lê Chân về dự sinh hoạt của chi bộ. Ngày 4 tháng 11 năm 2021, Ban tổ chức Thành ủy, Quận ủy Lê Chân và Đảng ủy phường An Biên đã về dự kỳ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy, đồng chí Nguyễn Danh Miền, Phó trưởng phòng tổ chức Đảng và đảng viên Ban tổ chức Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ban tổ chức Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Tân, Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đồng chí Lâm Văn Đạt, Ủy viên thường vụ, trưởng Ban tổ chức Quận ủy, đồng chí Nguyễn Anh Thọ, Quận ủy viên, Phó trưởng Ban tổ chức. Về dự kỳ sinh hoạt đặc biệt này còn có các đồng chí Ủy ban Nhân dân, thường vụ Đảng ủy phường An Biên cùng các đồng chí cấp ủy viên phụ trách chi bộ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh đã đánh giá kỳ sinh hoạt của chi bộ đạt chất lượng cao, đúng quy trình, quy định của Đảng. Cấp ủy đã chuẩn bị công phu, bài bản, không khí sinh hoạt dân chủ, cởi mở, không nhàm chán. Chúng ta có những điều chỉ đạo các nhà thầu, các cơ quan liên quan, các cái cơ sở đảng chúng ta làm được. Mà tôi nghĩ rằng ngày qua cái đường bất cảnh đào gọi tôi 5-6 lần đục cái hệ thống nước, có nước, có phải không? Mà đó là rõ ràng là cái tuyến này nó đã đổi. Có một đoạn từ số nhà 85 đến từ số nhà đồng tôi có 19 đến 85 là 6 lần mà đục lớn nhất được cái đầu 19. Thì cũng nhiều đâu, thì đề nghị các đồng chí ý kiến thì các đồng chí bắt đầu đi. Đồng chí Tô Xuân Thành. Vâng. Có ý kiến nhỏ là trong quá trình sinh hoạt chi bộ trực tuyến thì thấy rằng công tác mà sinh hoạt chi bộ trực tuyến những tháng vừa rồi và do tình hình dịch covid cũng rất là hiệu quả, tại vì không phải chúng ta cứ sinh hoạt chi bộ chúng ta nắm bắt tình hình
hàng ngày được đấy đồng chí Bí thư thì cấp quyết định từ thành phố đến quận phường xuống tất cả các trang thông tin của chi bộ để chúng tôi nắm được. Ví dụ như thông tin về công tác tiêm chủng chúng tôi nắm bắt được để thông báo cho bà con và các cấp quyết định là có cấp chức năng là triển khai công tác phòng chống dịch tổ sở tổ chống covid kịp thời. Tôi xuất cái chúng tôi biết ngay, tôi đang nhìn tôi làm tôi phải quay về là về tham gia công tác phòng chống dịch. Tôi xuất là kịp thời, cái một ý kiến nhỏ anh để công tác là chưa chi bộ trực tiếp. Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Những cái đồng chí khác. Vâng, xin mời đồng chí Hà. Lên cộng đồng báo cáo các đại biểu với lại các đồng chí là chúng ta
ngày 17 đến ngày 21 là tổ chúng tôi là đã có một cái ngõ phải cách ly rồi, có ông bà bố mẹ và cô giáo ở Phan Huy Hinh đấy. Nhưng mà chúng ta chỉ có cách ly trong có 30 ngày đã giải tỏa được, phải nói là an toàn tuyệt đối, cho nên là cũng có rồi. Nhưng mà qua cái đấy là chúng ta cũng có cái thực tập, cái tập này. Bây giờ trong tình hình mới chúng ta không phải cách ly kiểu đó đâu, chúng ta sẽ cách ly từng nhà một. Bây giờ người ở Việt Nam về là cách ly cả nhà luôn, chứ không phải là cách ly không đi cách ly tập trung, là cách ly cả nhà luôn, khóa cháy cửa. Đấy, đây chúng ta đây, cho nên là đề nghị cái này chúng ta phải tuyên truyền với nhân dân như vậy. Các đồng chí còn ý kiến gì khác không? Thế thì tôi xin kết luận và đơn phân công công việc. Sau khi mà nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 10 năm 2021 và các ý kiến thảo luận, chi bộ nhất trí với đánh giá tình hình nhiệm vụ kinh tế chính trị xã hội của cấp ủy, nhất trí chương trình công tác tháng 11 năm 2021 với các nhiệm vụ cụ thể sau: tập trung cao cho công tác phòng chống dịch Covid, đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân để nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch, tăng cường hoạt động giám sát cộng đồng tại tổ dân phố, chỉ đạo tổ giám sát cộng đồng giám sát sự di chuyển trong dân, nhất là những người ở phía Nam về, rà soát các đối tượng từ 3 đến 12, 13 đến 17 và 18 tuổi trở lên để có kế hoạch tiêm chủng sắp tới. Đó là thứ nhất. Về cái nhiệm vụ thứ hai ấy, thì về cái tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống mặt trận thống nhất thì chúng ta phải làm được rồi, chúng ta cũng không làm nữa. Triển khai tuyên truyền vận động độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp rà soát quản lý nguồn tuyển quân năm 2022, cái này thì đã có danh sách rồi, thì đề nghị tổ dân phố quan tâm. Đẩy mạnh thực hiện chuyên đề theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt gắn với việc học tập và làm theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và thành phố Hải Phòng, tăng cường các hoạt động nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo đảm công khai minh bạch các hoạt động của tổ dân phố, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tích cực của đảng viên trong chi bộ, bước đầu ra soát chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho tổ chức đại hội chi bộ vào năm 2022. Đã quyết định chi bộ phân công đảng viên cụ thể như sau: đồng chí Phạm Văn Dũng, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ngoài chức năng nhiệm vụ của tổ trưởng theo quy định, tăng cường giám sát công tác cải tạo hè đường Nguyễn Đức Cảnh, phản ánh kịp thời ý kiến của nhân dân, đôn đốc kiểm soát Covid cộng đồng, nắm chắc biến động của người dân và số dân đã tiêm phòng chưa tiêm phòng. Thì cái này đồng chí Dũng vừa qua là làm rất tốt, cái vỡ ống nước của Võ Tam Lâm thì đã phản ánh rất kịp thời. Và đây nhân đây cũng xin rất là cảm ơn vị ban nhân phường đã có cái cuộc họp và kịp thời để giải quyết những cái nút mắc và cái cỏ dân sinh của chúng ta làm rất là kịp thời. Đồng chí Phùng Thị Hiền chuẩn bị quyết toán các quỹ ở trong dân để đảm bảo công khai minh bạch, ra soát số người theo độ tuổi 3-12, 13-17 và chuẩn bị cho tiêm vaccine cho trẻ em dưới trên 18 tuổi. Thì cái này thì báo cáo với các đồng chí đại biểu là tổ dân phố của chúng tôi năm nay còn 10 năm xây dựng một cái quỹ thăm hỏi trong nhân dân, tức là hiện nay mỗi một cái quỹ của chúng tôi là số dư lúc nào trên 10 triệu, quỹ khuyến học, quỹ thăm hỏi, mỗi một cái việc mà công dân mà từ gần là chúng tôi có tổ dân phố có đến làm lại dữ liệu và những 500 chích trong cái quỹ đấy. Và quỹ khuyến học thì hàng năm chúng tôi đã có để khuyến học các cháu học giỏi. Thì cái này thì đề nghị đồng chí Hiền là chuẩn bị thì đến cái tháng mà chúng ta quyết toán cái thời hạn năm tài chính để chúng ta quyết toán vào tháng 10, thì các đề nghị đồng chí làm luôn những công khai với nhân dân. Đồng chí trưởng ban công tác mặt trận và chi hội trưởng các chi hội đoàn thể chịu trách nhiệm phát huy vai trò và các mô hình phòng chống dịch của mặt trận tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ, tăng cường nắm bắt và tuyên truyền cho nhân dân. Các đồng chí đảng viên tổ kiểm soát dịch bệnh Covid phát huy tinh gương mẫu và nòng cốt để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát. Đấy là phần kết luận với mấy nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng ta như vậy, xin ý kiến của các đồng chí có ý kiến gì về cái kết luận của bí thư bộ?
nếu các đồng chí nhất trí với kết luận và của hội nghị hôm nay thì các đồng chí cho ý kiến. Rồi, xin cảm ơn. Tiếp theo là nội dung về phương hướng nhiệm vụ tháng 11 của chi bộ và ý kiến của các đồng chí nêu đã nêu. Nếu các đồng chí nào nhất trí cho ý kiến rồi, cảm ơn các đồng chí. Có đồng chí nào không có ý kiến gì khác không? Không có. Như vậy là 100% các đồng chí đã nhất trí với kết luận của hội nghị chi bộ này, qua nghị quyết của chi bộ hôm nay. Sau đây thì xin mời đồng chí ký sẽ thông qua biên bản hội nghị. Biên bản họp chi bộ tháng 11 năm 2021, địa điểm tại trụ sở của Văn Viên, tạm cách thời gian từ 14:30 ngày 4/11 năm 2021. Tổng số đảng viên chi bộ là 28, trong đó những sinh hoạt là 8 đồng chí, có mặt 18 đồng chí. Chủ tọa là đồng chí Bí thư Vũ Khắc Năm, thư ký là đồng chí Nguyễn Điền. Về dự sinh hoạt chi bộ có các đại biểu đại diện cho ban tổ chức thành ủy, thành ủy Hải Phòng, thường trực ban tổ chức quận ủy Lê Chân, đảng ủy phường An Biên. Nội dung sinh hoạt chi bộ: Bí thư chi bộ chủ tọa cuộc họp triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ, thông qua đánh giá tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề về thời sự nổi bật trong nước trong thời gian qua, thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bao gồm các nội dung kết quả nổi bật của thành phố, của quận Lê Chân và của phường An Biên, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong tháng 10 năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ trong tháng 11 năm 2021. Chủ tọa cuộc họp chủ trì thảo luận các của đảng viên trong chi bộ. Qua thảo luận thì đã có 4 ý kiến của các đồng chí phát biểu và các đồng chí cũng phát biểu. Của đảng viên thì có những vấn đề rất là trọng tâm. Qua ý kiến của đồng chí Dũng tổ trưởng, có những chi bộ tổ trưởng tổ dân phố nhấn mạnh về vấn đề an ninh trật tự của tổ dân phố và công tác phòng dịch bệnh Covid trong giai đoạn hiện nay, và vận động nhân dân là làm tốt các công tác an ninh trật tự trong tổ dân phố và xanh sạch, phấn đấu tổ dân phố xanh sạch đẹp và chỉ đạo tốt trong công tác phòng chống dịch, nhất là các hộ bán hàng ở về hè, cố gắng là vận động các hộ bán hàng là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Và một số các đồng chí có ý kiến phát biểu là về các tình hình sinh hoạt chi bộ rất nhất trí là trong giai đoạn hiện nay thì sinh hoạt trên bí thư đã xây dựng cái chương trình sinh hoạt chi bộ trên Zalo rất là hiệu quả và thiết thực, nên phát huy. À, các đồng chí như Hà và đồng chí Hà cũng có ý kiến này phát biểu về công tác này, thì chi bộ đã tổ chỉ đạo về các làm tốt các công tác tổng thể, nhất là công tác phụ nữ. Và về đồng chí Hà cũng có ý kiến là về cái phần là tiêm vaccine làm tốt và giáo sản xuất cho các cháu trong cái độ tuổi đã đến tuổi từ 10 đến tuổi được tiêm vaccine tốt. Về các ý kiến phát biểu của đảng viên thì đã được bí thư chi bộ thay mặt cấp ủy tiếp thu giải đáp và cung cấp thêm thông tin để đảng viên nắm bắt cụ thể. Về kết luận hôm nay là 18 thì đều nhất trí, 18 trên 18 đồng chí, tỷ lệ đạt 100% và không có đảng viên không đồng ý. Tham gia vào cái bản này không có. Như vậy là bây giờ là 3:29 để chúng ta sinh hoạt cái đầu tiên. Báo cáo đồng chí là chúng ta sinh hoạt ấy, thì trong cái chi bộ chúng ta là chúng ta đầy đủ cái năng lượng, số lượng, chất lượng và thời lượng, thì cái này chúng ta đảm bảo.
về số lượng hôm nay là chúng ta đảm bảo, về chất lượng hôm nay thì chúng ta sinh hoạt là đầy đủ tất cả, và cái thời lượng là cũng đúng trong vòng một tiếng chúng ta sinh hoạt như thường kỳ thôi. Mặc dù hôm nay là có đại biểu của thành ủy quận ủy các đồng chí về dự, hôm nay thì rất là vinh dự là có các đồng chí ở ban bí thư thành ủy, đồng chí Phạm Văn Tân phó bí thư thường trực chủ tịch hội đồng nhân dân quận, các đồng chí ban thường trực quận ủy và các đồng chí lãnh đạo phường, rất vinh dự cho chi bộ chúng ta. Và xin báo cáo đồng chí, đây là lần thứ hai chi bộ của chúng tôi được cấp ủy bầu cử. Cách đây tròn 5 năm thì đồng chí Đỗ Thanh Lê bí thư quận ủy cũng đã về được một kỳ sinh hoạt chi bộ với chúng tôi, và chi bộ của chúng tôi là chi bộ đã năm nay là năm 13 năm liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong đảng bộ phường. Nhân đây thì tôi cũng có đề nghị với đảng ủy phường là còn một nhiệm kỳ nữa là cho nó đủ 15 năm giữ vững được danh hiệu trong sạch vững mạnh, thì đề nghị với đảng ủy phường và quận ủy quan tâm giúp đỡ cho chi bộ này sao giữ vững được một chi bộ 15 năm trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhưng mà muốn làm được cái đó thì đảng viên thế này là các đồng chí phải làm, chứ mà là trong 20 đồng chí mà có đồng chí vi phạm pháp luật thì thôi chắc là thôi không thể làm được. Thế cho nên là nhân đây thì tôi có cái đề nghị như thế để làm sao mà chi bộ giữ được 15 năm liên tục, thì đây là một cái rất là hiếm. Nhưng mà tôi đề nghị với đồng chí bí thư và trong ban thường vụ các đồng chí quan tâm để làm sao sang năm nay nếu mà chúng ta được công nhận là tiêu biểu xuất sắc nữa thì chúng ta năm 2024 và sang năm 2025 nữa là ta đang phải làm hơn tham vọng. Thế nhưng mà rồi làm thi đua thì cũng phải có cái như vậy. Thì sau đây đại tư với đại hội nghị chúng ta thì đồng chí phó trưởng ban tổ chức thành ủy sẽ có ý kiến phát biểu chỉ đạo để nhân dân tiếp theo chỉ trưởng ban sẽ có ý kiến chỉ đạo về chỉ bộ công tác khi mà kính thưa đồng chí Phạm Văn Tân, phó bí thư thường trực quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận Lê Trân, thưa đồng chí ban tổ chức quận ủy, kính thưa đồng chí thay mặt cho đảng ủy hội đồng nhân dân, ban nhân dân, ban mặt trận quốc phường An Biên, kính thưa đồng chí cấp ủy, cùng công tác đồng chí của chi bộ tổ dân phố số 3. Báo cáo các đồng chí thì hôm nay sau khi thống nhất với quận ủy Lê Trân, đặc biệt là ban tổ chức quận ủy, tôi rất vui mừng về dự sinh hoạt chi bộ chúng ta. Thì qua nắm bắt tình hình cũng thấy là chi bộ chúng ta là chi bộ số lượng đảng viên vừa phải, chính xác 3 đồng chí, rồi đa phần là các đồng chí được tặng huy hiệu đảng, có nghĩa là cái tuổi trung bình cũng cao cao. Và cái thứ nữa là cũng rất phấn khởi là theo qua cái theo dõi thì thấy là đồng chí bí thư chi bộ vừa báo cáo là 13 năm liên tục là trong sạch vững mạnh tiêu biểu, còn lại là trong đây còn rất nhiều những cái bằng khen của thành ủy, còn cả đối với cá nhân đồng chí bí thư chi bộ, rồi lấy khen của quận ủy, lấy khen của phường, thì xin báo cáo đồng chí đây là cái mô hình rất nhiều các chi bộ khác thành phố học tập và theo. Báo cáo đồng chí là đồng chí biết rồi đấy. Sinh hoạt chi bộ có vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định cái năng lực lãnh đạo, sự kết nối của chính đảng và đối với chi bộ. Như thế đảng chúng ta có rất nhiều các văn bản chỉ đạo về những việc này, từ chỉ thị 10 đến kết luận 18, và đối với thành phố ban hành nhiều văn bản, rồi quận các cũng ban hành các văn bản. Thì báo cáo các đồng chí là hội nghị trung ương năm 2023 tới đây đến tháng 5 năm 2022 sẽ tiếp tục ban hành nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng của công tác đảng viên cái nghị gì, nhưng nếu có những cái đề xuất kiến nghị thì sẽ tiếp thu để báo cáo lại cơ quan chức năng để giải quyết. Cái này thì đề nghị quận cũng quan tâm đến việc này của phường. Rồi cái thứ nữa là đặc biệt là trong cái tự sinh hoạt chi bộ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong cái quá trình chúng ta sinh hoạt chi bộ cũng như là thực hiện nhiệm vụ công tác của tổ chức xây dựng đảng. Nếu ra như vậy qua đây thấy rằng là đối với cái việc đi dự sinh hoạt chi bộ này hết sức cần thiết, anh em tôi cũng bố trí thời gian. Có các đồng chí thì đồng chí trưởng ban, thường vụ trưởng ban cũng đi dự sinh hoạt chi bộ tối qua là anh em thường. Thế còn đồng chí phó ban thường trực cũng đi dự, anh em thì đi dự ở nhiều nơi để nắm được những việc này. Thế qua theo dõi sinh hoạt chi bộ đấy thì tôi thấy mấy cái nhận xét thế này,
Thứ nhất là chi bộ chúng ta đã thực hiện cơ bản đầy đủ các bước theo hướng dẫn 12 của ban tổ chức trung ương và cụ thể hóa bằng hướng dẫn 09 của ban tổ chức thành ủy. Các bước chúng ta thực hiện tức là với một cái thời lượng vừa phải, có chất lượng. Ngay như cái ví dụ thông tin tình hình về sự là rất nhiều lượng thông tin từ thế giới rồi trong nước, thành phố, quận, phường rất đầy đủ. Đặc biệt là nó tạo ra một cái sự không nhàm chán và nó có cái sự cung cấp thông tin có tính thời sự đối với đảng viên chi bộ. Cái thứ hai là đấy là điều hành của đồng chí bí thư chi bộ rất tốt, điều hành khoa học, ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, cần cái gì tập trung phải mở, cần cái gì thảo luận, cần những cái gì để cho đảng viên chi bộ tham gia. Cái này chưa tìm hiểu kỹ được, đang lắm nhưng mà cũng chắc là không nhiều kinh nghiệm đang xin được. Thế thì cái thứ nữa là cái việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề án nhiệm vụ tháng trong tháng tới đấy, ngắn gọn phù hợp với cái chức năng nhiệm vụ chi bộ. Đặc biệt là sau khi đề ra nhiệm vụ chúng đã phân công cụ thể cho đảng viên để thực hiện, rồi không khí thảo luận qua 4 ý kiến của các đồng chí là sôi nổi để tham gia đóng góp chung những ý kiến của chi bộ. Có thể nói rằng là để có một cái buổi sinh hoạt chi bộ như này thì chắc chắn là cấp ủy đã chuẩn bị rất kỹ về nội dung. Chứ nếu không chuẩn bị kỹ nội dung thì có thông tin cũng không thể có buổi sinh hoạt tốt. Phải rất cẩn thận để đánh máy, không nơi chỉ biết tay thôi, đây là đánh máy để gửi cho các đại biểu. Này chúng ta lại có cái hình thức gọi là thông tin mà qua giao thông cũng rất tốt. Chi bộ là đảng viên chi bộ toàn các đồng chí rất là có điều kiện, ít nhất là có điện thoại thông minh, đúng không? Khỏe rồi. Nên là rất rất thuận lợi chúng ta. Cũng báo cáo đồng chí là hiện nay thì trong hoàn cảnh đặc thù và trong cái một số cái chi bộ đặc thù thì ban bí thư đang có cái dự thảo hướng dẫn là sinh hoạt chi bộ trong điều kiện đặc thù. Đấy. Ví dụ như là những cái chỗ mà chi bộ mà có thể không rời vị trí được, ví dụ y tế, kiểm lâm hoặc là công an thì có thể là sinh hoạt trực tuyến. Thứ nhất, hoặc sinh hoạt thứ hai là gửi văn bản. Gửi văn bản đồng chí tham gia đồng chí gửi lại cấp ủy tổng hợp ra nghị quyết thì có hai cái đấy. Ban nhân dân xin ý kiến chắc chắn là cái sẽ ban hành. Thế thì nhìn chung đấy thì có các đồng chí là chất lượng sinh hoạt chi bộ này là anh em rất yên tâm. Chi bộ nào như này quận chắc yên tâm, được phường yên tâm, thành phố yên tâm, duy trì nề nếp có bài bản làm như này. Thế sau ở đây thì tôi chỉ tham gia chi bộ hai cái ý như này. Thứ nhất là đề nghị tập trung quan khi được tập trung quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác tiếp tục cái phòng chống Covid, chúng ta không lơ là. Trên địa bàn quận chúng ta cũng có xuất hiện các ca dương tính, trên địa bàn các quận khác cũng có xuất hiện, bởi vì cái lượng người từ các tỉnh phía Nam về rất nhiều. Thì liên quan đến vấn đề này thì mỗi đảng viên chúng ta sau được phân công theo dõi các hộ, được nhân viên các hộ thì phải phát hiện, rồi đặc biệt là chúng ta giám sát cái việc cách ly. Còn đó khi cách ly và cứ tiếp xúc với người nhà hoặc là sang hàng xóm chơi hoặc là ra ngoài quá nặng sạn thì không có cách cách ly mà. Mặc dù là chúng ta bây giờ theo nghị quyết 128 của chính phủ là một nghị định mới nhưng mà nghiêm túc cái chỗ này. Rồi như quán bán hàng được mở đến đâu chúng ta bán đến đó. Đề nghị chi bộ chúng ta nhắc nhở theo dõi theo bộ thì chúng ta làm tốt cái việc chúng tôi biết là tuyệt đối là không lơ là qua. Hôm qua thì thông tin cho tôi biết rồi đấy. Là hôm qua nó khoảng sấp xỉ 6.200 ca nhiễm cả quốc, nó cũng đang chiều hướng tăng lên. Chúng ta nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nhưng mà cũng phải đảm bảo. Cái thứ hai đó là cái này cũng đề nghị phường thôi, anh Nhật rồi được quan tâm hướng dẫn. Tức là theo quy định thì báo cáo đồng chí là sau mỗi buổi sinh hoạt chi bộ chúng ta có cái chấm điểm tự đánh giá. Thang điểm là 100 điểm. Trên cái mức đó thì chúng ta phải tự chấm điểm đánh giá xem chúng ta nhận được bao nhiêu điểm, tự nhận được bao nhiêu điểm và gửi kết quả về đảng ủy. Thế đảng ủy là hàng tháng hoặc đảng ủy là phải có cái chấm điểm của tất cả các chi bộ. Xong rồi đến cuối năm các đồng chí bắt đầu là cộng trung bình, cộng chung và chia chung xem là bao nhiêu, thì đấy là một cái căn cứ để chúng ta xếp loại chi bộ cuối năm. Các đồng chí không làm như vậy sau này chi bộ này
để đánh giá theo mức độ cảm tính, không có định lượng thì nó có. Thì cái đấy là một trong những quy định bắt buộc trong hướng dẫn địa phương. Và chúng tôi đã ban hành thành một cái tham mưu ban hành một quyết định 1665 của ban thường vụ thành ủy về tiêu chí chấm điểm ban thường vụ bộ. Thì để có cái nội dung đấy thì đề nghị là phường hướng dẫn để đăng ký cấp ủy có cái việc này. Chấm điểm là chúng ta tự chấm điểm và công bố công khai trước cho đảng viên, lấy kết quả gửi về chỗ đảng ủy, chỗ anh nhận tổng hợp bằng tháng. Thì có các đồng chí thì về dự sinh hoạt chi bộ cũng chưa.